thuốc nào có thể điều trị dứt điểm các bệnh hô hấp phức hợp hen khẹc trên châu bò lợn gà dê cừu xin chào tôi là phạm xuân trịnh bác sĩ thú y chuyên gia chuẩn đoán kê đơn bốc thuốc 13 năm kinh nghiệm cảm ơn các bạn đã xem video clip này nếu mà đàn gà nhà quý anh chị em đang bị hô hấp phức hợp hoặc hen khẹc vậy thì video này dành riêng cho bạn tôi đã trải nghiệm 13 năm trong việc chuẩn đoán kê đơn bốc thuốc và tôi tìm ra một công cụ một công thức vô cùng tuyệt vời để giúp cho các bạn có thể làm được những điều tôi vừa nói trên. Trên tay Sơn Trịnh đây là sản phẩm đặc trị hô hấp phức hợp dưới sự kết hợp giữa tidosin 20%, sulfadiazin 10%, colistin và tá dược độc quyền giúp cho quý trang trại nhà anh chị có thể kiểm soát thành công bệnh hô hấp phức hợp trên châu, bò, lợn, gà, dê, cừu. Vậy thì nếu mà anh chị em đang băn khoăn không biết chọn lựa sản phẩm ở đâu tốt nhất trên thị trường, không biết chọn lựa sản phẩm nào để có thể kiểm soát thành công các mầm bệnh ở trên đàn vật nuôi nhà chúng ta. Vậy thì đặc trị hô hấp phức hợp là sản phẩm cần cho trang trại nhà quý anh chị em. Các bạn đừng để đến khi vật nuôi nhà chúng ta hen khẹt chúng ta mới đi mua thuốc, hãy chuẩn bị sẵn sản phẩm này để sẵn trong nhà. Tại vì tôi biết rằng khi các bạn chăn nuôi, lứa nào cũng hen khẹt, lứa nào cũng vừa hợp hô hấp. Và xin chúc mừng bạn, bạn đã nghe được thông điệp vô cùng tuyệt vời của Phạm Xuân Trịnh, bác sĩ thú y 13 năm kinh nghiệm. Và kính chúc anh chị em mạnh khỏe. Nếu mà anh chị em muốn sở hữu ngay sản phẩm này, hãy bình luận vào phía dưới video này và chúng tôi sẽ kết nối với các bạn ngay lập tức cảm ơn quý anh chị em rất nhiều